Chào mừng các bạn đến với kênh Pháo thủ Arsenal. Sau đây là những nội dung vừa cập nhật. Xác nhận bàn thắng của Newcastle trước Arsenal là hợp lệ. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho rằng bàn thắng của Anthony Gordon cho Newcastle vào lưới Arsenal ở vòng 11 Ngoại hạng Anh là hợp lệ sau gần một tuần gây tranh cãi. Nhóm phân tích độc lập các sự cố trận đấu then chốt của Ngoại hạng Anh ra thông báo như vậy qua nhóm ESPN. Nhóm này gồm 5 người, trong đó có 3 người là cựu cầu thủ hoặc huấn luyện viên, một người đại diện ban tổ chức và người còn lại là đại diện ban trọng tài. Nhóm được thành lập từ mùa trước để đánh giá độc lập các quyết định thay vì dựa vào quan điểm của ban trọng tài hay các câu lạc bộ. Nhóm 5 người đã bỏ phiếu 4 thuận, 1 trống về bàn thắng của Gordon. Họ cho rằng tiền vệ Jorginho đã đặt hai tay lên trung vệ Gabriel nhưng tác động là không đủ để bị coi là phạm lỗi, vì Gabriel đã có hành động chơi bóng trước khi có bất cứ tác động nào. Về hai khả năng còn lại, bóng đá bay ra ngoài hay chưa và Gordon có việt vị hay không, nhóm phân tích rằng các góc quay không đủ rõ ràng để hủy quyết định của trọng tài ở trên sân. Phút 63 trên sân Shenzhen Park, Joe Willock nỗ lực cứu bóng ở gần bên ngang, gần góc trái, sau đó treo vào cột 2 cho Joe Layton tranh bóng bổng với trung vệ Gabriel. Bóng rơi vào đúng vị trí của Anthony Gordon và tiền vệ này dễ dàng sút vào lưới chấm, ghi bàn duy nhất trận đấu cho Newcastle. Kênh Bein Sports cung cấp đồ họa độc quyền cho thấy bóng chưa trôi hết đường bên ngang. Còn được khả năng Gordon việt vị, trọng tài không thể xác nhận thời điểm cuối cùng Joe Layton chạm bóng. Dù công nhận bàn hợp lệ, nhóm phân tích vẫn chỉ ra trọng tài Stuart Abel và VAR Andy Marley mắc hai sai lầm trong trận đấu này. Cả năm thành viên trong nhóm đều đồng ý rằng tình huống Kai Havertz vào bóng bằng gầm giày sượt qua ống đầm của Sean Longstaff đáng lẽ ra phải nhận thẻ đỏ, nhưng tiền vệ của Arsenal chỉ bị phạt thẻ vàng. Với tình huống Bruno Guimaraes chạy từ phía sau rồi dùng khuỷu tay đánh vào đầu Jorginho, ba người trong nhóm phân tích cho rằng tiền vệ Newcastle phải nhận thẻ đỏ. Hai người không nghĩ như vậy. Ở tình huống này, Bruno không phải nhận thẻ nào do trọng tài Atwell không quan sát được cú đánh. Nhóm phân tích còn đánh giá các quyết định của VAR trong trận Chelsea thắng Tottenham 4-1 đều chính xác. Họ cho rằng đáng lẽ trọng tài Michael Oliver phải rút thẻ đỏ, chốt quyền thi đấu của hậu vệ Destiny Udogie và pha vào bóng bằng cả hai gầm giày sượt qua chân của Raheem Sterling thay vì chỉ cho thẻ vàng. Tình huống không đủ rõ ràng để VAR can thiệp. Tôi chưa thể xếp cậu ấy vào đội hình mạnh nhất của Arsenal. Phát biểu trên TalkSport, Adrian Clark đã lên tiếng về cuộc tranh luận xung quanh tiền vệ của Arsenal, Kai Havertz. Clark khẳng định Kai Havertz chưa tạo ra màn trình diễn nào có tác động tích cực đến trận đấu của Arsenal. Chuyên gia này cho rằng mặc dù anh không tệ nhưng vẫn chưa thực sự tạo ra bất cứ tác động nào cho câu lạc bộ mới của mình. Tôi chưa thể xếp cậu ấy vào đội hình mạnh nhất của Arsenal bởi vì cậu ấy chưa tạo ra màn trình diễn nào thực sự có tác động tích cực đến trận đấu. Tôi không nghĩ cậu ấy kém cỏi, nhưng cậu ấy không làm chủ trận đấu, không tạo ra bất cứ khoảnh khắc nào thực sự là có chất lượng. Và vì điều đó, không ai biết liệu cậu ấy có nên được xếp đá tiền vệ hay không, liệu cậu ấy có nên trở thành một tiền đạo hay không. Cậu ấy không làm điều gì xấu, nhưng cậu ấy không tỏa sáng và tôi nghĩ đó là điều mà tất cả người hâm mộ Arsenal đang chờ đợi từ Kai Havertz. Họ đang chờ đợi trận đấu mà cậu ấy thực sự là tỏa sáng. Kai Havertz vẫn chưa có một trận đấu nào thực sự hay cho Arsenal, thường xuyên nhận chỉ trích kể từ đầu mùa giải tới giờ. Arsenal tính bán 4 cầu thủ vào tháng 1 để có tiền mua Ivan Toney. Arsenal được cho là phải bán vài cầu thủ để có tiền mua Ivan Toney. The Express đã điểm mặt 4 ngôi sao có khả năng rời khỏi Emirates. Arsenal đã phải đối mặt với những khó khăn ở mùa giải này khi Gabriel Jesus chỉ đá chính 4 trận tại Premier League do chấn thương. Eddie Nketiah đã ghi 5 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới của Sheffield United. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh lại không duy trì được phong độ ổn định. Điều đó dẫn đến việc huấn luyện viên Mikel Arteta phải tìm kiếm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và Ivan Toney đang đứng đầu danh sách ưu tiên của ông. Nhưng Brentford đang hét giá 100 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Số tiền này là quá lớn và Arsenal cần phải bán bớt người mới có thể huy động đủ tiền. Theo The Express, 4 cái tên đang nằm trong danh sách có thể bị bán gồm Emin Smith-Rowe, Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah và Thomas Partey. Ramsdale hiện đã mất vị trí bắt chính vào tay của tân binh David Raya. Nketiah mãi không chịu lớn, Smith-Rowe từ lâu cũng chỉ là phương án dự bị, trong khi Thomas Partey thậm chí còn gửi yêu cầu được ra đi. Đây đều là những cầu thủ không quá quan trọng trong đội hình của pháo thủ và việc bán họ đi cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Nhận định bóng đá Arsenal và Burnley 22 giờ ngày 11 tháng 11, chủ nhà khó thắng đậm. Nhận định bóng đá trận Arsenal và Burnley diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 11 tháng 11 ở vòng 12 của Premier League 2023-2024. Phân tích phong độ của Arsenal và Burnley. Rạng sáng ngày 9 tháng 11 ở lượt trận đấu thứ tư bảng B của Champions League 2023-2024, Arsenal đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đánh bại câu lạc bộ Sevilla 2-0. Trong đó cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka ghi dấu ấn với một bàn cùng một đường kiến tạo. Trong cặp đấu còn lại cùng bảng, Lens đã bại trận 0-1 dưới tay của PSV Eindhoven. Như vậy Arsenal vẫn chưa thể sớm giành vé sau những kết quả này. Pháo thủ hiện hơn đội nhì bảng PSV Eindhoven 4 điểm. Họ sẽ chắc chắn đi tiếp vào lần trận đấu tới nếu đánh bại Lens trên sân nhà Emirates. Bây giờ,
Arsenal sẽ tạm gác đấu trường Champions League sang một bên để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Burnley ở vòng 12 ngoại hạng Anh. Tính ra Arsenal sẽ không còn quá nhiều ngày nghỉ trước trận đấu gặp Burnley. Do đó, huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ phải có tính toán về mặt nhân sự. Đặc biệt mới đây, cả Saka lẫn Takehiro Tomiyasu bị đau và chưa rõ có thể ra sân thi đấu hay không. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác vẫn đang phải ngồi ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới lực lượng của pháo thủ trong bối cảnh họ đang phải chơi với lịch thi đấu dày đặc. Tin tốt cho Arsenal là Burnley là đối thủ khá mềm cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Kể từ khi thăng hạng, Burnley mới thắng có một trận và hiện xếp thứ 19 với chỉ 4 điểm. Lúc này phong độ của Burnley đang quá tệ với 5 trận đấu gần nhất toàn thua, trong đó có 3 trận trên sân khách. Còn Arsenal họ chưa thua trận đấu nào kể từ đầu mùa giải. Xem ra ở lần chạm trán này Arsenal sẽ lại có niềm vui. Thông tin về mặt lực lượng giữa Arsenal và Burnley mới nhất. Ở trận đấu này Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Martin Odegaard, Jurrien Timber, Thomas Partey, Gabriel Jesus và Smith Rowe vì chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Tomiyasu cần có sự tư vấn của bác sĩ. Với Burnley, họ cũng sẽ vắng mặt Ramsey, Anaki, Obafemi, Edan, Manuel và Foster. Chuyên gia bóng đá dự đoán về trận đấu giữa Arsenal và Burnley. Chuyên gia bóng đá và cựu cầu thủ Robbie Savage nhận định: "Tôi nghĩ trận đấu này sẽ khó khăn một chút với Arsenal ở những phút đầu, vì dù sao họ cũng vừa trải qua 90 phút khá căng thẳng với câu lạc bộ Sevilla. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn cho rằng Arsenal sẽ chiếm được ưu thế. Tôi dự đoán một chiến thắng cho Arsenal, nhưng đó không phải là một tỷ số quá lớn." Về thống kê vàng trận đấu giữa Arsenal và Burnley. Trong 113 lần gặp nhau trước đây, Arsenal thắng 55 trận, hòa 24 và chỉ thua 34. Riêng ở 6 lần gặp nhau gần đây nhất, Arsenal thắng 2, thua 1 và hòa 3. Ở thời điểm này, Burnley đang có phong độ cực thấp. Họ để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Gặp một Arsenal đang vào form, hàng thủ của Burnley khó mà đứng vững. 3 pháo thủ được triệu tập để đại diện cho đội tuyển quốc gia Anh. 3 cầu thủ đó là Aaron Ramsdale, Declan Rice và Bukayo Saka đều có tên trong đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate. Tam sư sẽ gặp Malta và Bắc Macedonia ở 2 trận cuối của vòng bảng vòng loại Euro 2024. Các trận đấu sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 17 tháng 11 tại sân vận động Wembley vào lúc 7:45 tối với Malta và vào thứ 2 ngày 20 tháng 11 tại Tosepoki Arena 7:45 tối ở Bắc Macedonia. Đội tuyển Anh đã giành quyền tham dự Euro 2024 với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Italia trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế vào giữa tháng 10. Cho tới lúc này, Aaron Ramsdale đã có 4 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Declan Rice ra sân 46 lần và ghi 3 bàn thắng. Còn Bukayo Saka đã có 30 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 11 bàn thắng.